Hello, em xin chào tất cả các bác nha. Ở clip này thì mình cũng xin được giới thiệu tất cả các bác và anh em một mẫu loa bass 20, một trong những dòng thương hiệu của Đức. Chất âm phải nói là cực kỳ là hay, tiếng mic thì không thể chê được. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đẹp như sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Hát thử vậy thôi, hát chất âm mộc cho các bác cảm nhận được cái loa này, cái lời mic của nó rất là hay, thực sự cực kỳ hay luôn các bác nhé. Nếu như các bác đang ở cái không gian nhỏ mà chúng ta không thích chơi những cặp loa to đấy, chỉ thích những cái cặp loa nhỏ nhưng nó phải hát karaoke được, chất âm nó phải hay, nó phải ngọt, thì các bác nên lựa chọn những dòng loa bass 20 như này. Em khẳng định các bác là ở trên thị trường nếu mà tìm những dòng loa chất âm đạt như thế này với mức giá 4.300.000 thì khẳng định các bác là không có các bác nhé, không có, tất cả đều bát check zin nha mọi người nhé. Với mức giá 4.300.000 các bác đã sở hữu một cặp loa đô đa của Đức xịn rồi. Đó, giá chỉ có 4.300.000 thôi, chất âm cực kỳ là hay. Anh em chỉ cần thử tiếng mic thôi đã cảm nhận được rồi. Em đang thử trên con vang số Patty Hall DK5000 bản nội địa, mic Kutin GMS900. Đấy, đang thử ở trên con đẩy 4 kênh PQM15. Giờ thử tí nhạc nhạc Phương Mưu Thảo các bác nghe nhé. Em khóc thầm lẻ loi bước chân em trong chiều. Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh còn đây. Với không gian phòng nếu để các bác chơi nó hay ấy, tầm 10 đến 15 mét vuông, các bác chơi một cặp này hoặc là chơi hai cặp đó, chúng ta có thể ghép thêm một quả súp nữa thì quá tuyệt vời luôn, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke.